Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về Tiểu Sử Bảo Anh, nữ ca sĩ xinh đẹp và mối tình tốn nhiều giấy mực với Hồ Quang Hiếu. Được ví là Taylor Swift của Việt Nam, ca sĩ Bảo Anh được thiên phú có chất giọng mỏng, nhẹ pha chút trầm buồn, xen kẽ ngọt ngào khá hợp với thị trường âm nhạc. Gây chú ý ngay từ vòng giấu mặt của cuộc thi giọng hát Việt Nam 2012, mặc dù không đạt thứ hạng cao, nhưng điều đó không có nghĩa tương lai âm nhạc của cô sẽ mờ mịt. Tiểu sử ca sĩ Bảo Anh. Tên thật: Nguyễn Hoài Bảo Anh. Năm sinh: mùng 3 tháng 9 năm 1992. Quê quán: thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát nổi bật: Sống xa anh chẳng dễ dàng, Như lời đồn, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau. Giải thưởng đạt được: MV của năm 2016, Gương mặt triển vọng nữ năm 2016. Bảo Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Trước đây gia cảnh của gia đình cô cũng rất khó khăn, khi phải chuyển chỗ ở liên tục. Cuối cùng là lập nghiệp tại Sài Gòn với nghề bán cháo gà gia truyền. Chuyện tình yêu hợp tan với Hồ Quang Hiếu. Quen nhau và dần nảy sinh tình cảm khi cả cùng đi lưu diễn chung, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu lúc đầu không hề công khai chuyện tình cảm. Đến lúc bị fan khui ra quá nhiều tin tức thì tháng 10 năm 2016 cả hai người mới thôi che giấu tình cảm và xác nhận đang yêu nhau. Sau đó cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị khi lúc nào cũng xuất hiện tình tứ với những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Tuy nhiên, chuyến đi nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Chỉ một năm sau đó, Bảo Anh thông báo cả hai đường ai nấy đi. Thông tin này làm cho người nghe không thể không cảm thấy tiếc nuối cho cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt. Chia sẻ lý do hai người dừng lại, Hồ Quang Hiếu phát biểu rằng vì khoảng cách và quan niệm sống đã thôi không còn đồng điệu. Nhưng từ đó đến nay, gần 2 năm trôi qua, cặp nghệ sĩ vẫn liên tục xuất hiện cùng nhau, khiến tin đồn yêu lại từ đầu của họ hết lần này đến lần khác gây xôn xao mạng xã hội. Đầu năm 2019, khi có quá nhiều câu hỏi thắc mắc được đưa ra về tình trạng hiện tại của hai người, giọng ca Con Bướm Xuân đã cho rằng tôi với Bảo Anh chỉ như hai người bạn. Vì thế chuyện bạn bè đi ăn với nhau cũng bình thường, không có gì to tát cả. Mới đây nhất, Bảo Anh lại lần nữa khiến công chúng đứng ngồi không yên khi đăng nội dung quay lại rồi vừa lòng chưa kèm biểu tượng cảm xúc vui vẻ. Nhiều người tỏ ra vui mừng mong sao cặp đôi nối lại tình xưa. Nhưng khi liên lạc với Bảo Anh, nữ ca sĩ từ chối trả lời cụ thể. Hành trình lột xác của công chúa nhạc trẻ. Bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt mùa đầu tiên, dù không giành giải quán quân, nhưng ca sĩ Bảo Anh có một lợi thế lớn về giọng ca và ngoại hình tốt. Chính vì thế con đường âm nhạc của cô có thể nói là khá suôn sẻ. Chỉ sau khi ra mắt một năm, Bảo Anh đã có ngay một bài nhạc hit luôn được mọi người ca theo, chính là Anh Muốn Em Sống Sao, được quay tại Hàn Quốc, kèm theo nhân vật chính cũng là một oppa phong độ. Đây được xem là ca khúc khẳng định tên tuổi của nữ ca sĩ khi theo đuổi dòng nhạc pháp ballad đầu tiên. Bảo Anh có nhiều cơ hội biểu diễn tại nhiều nơi trong nước và lưu diễn ở hải ngoại như Nga, Hàn Quốc. Sau Vạch Xuất Phát thành công, Bảo Anh tiếp tục hợp tác với Hoàng Tôn cho ra MV Mình Yêu Nhau Bao Lâu, với ca từ Gia Diết Trăng trở về câu chuyện tình yêu không đến được với nhau, lại lần nữa giúp cô khẳng thế mạnh sở trường về giọng ca của mình. Năm 2016 được xem là năm đại thắng của Bảo Anh khi cô tung ra hai MV và cả hai ngay lập tức thu hút rất đông người xem và nhanh chóng trở thành bài hit. Bản nhạc phim Trái Tim Em Cũng Biết Đau sở hữu số lượt xem tới gần 60 triệu trên trang YouTube, đồng thời được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Tiếp đó, ca khúc Yêu Một Người Vô Tâm được tung ra đạt kết quả không kém cạnh với 100 triệu lượt nghe và xem trên các trang nghe nhạc Zing MP3, YouTube. Bảo Anh hóa thân thành cô gái cổ điển của thập niên 90, thể hiện giọng ca đầy cảm xúc, chất chứa nhiều nỗi niềm cho một mối tình bế tắc. Cũng sau sản phẩm này, Bảo Anh được khán giả gọi là nữ hoàng nước mắt. Chán hát nhạc buồn, nữ ca sĩ quay qua bắt tay với ca sĩ Bùi Anh Tuấn với bài hát vui tươi, nhiều sức sống hơn. Cứ mỗi năm Bảo Anh cho ra đều đặn 1-2 bài hát, nhưng không bài nào làm khán giả thôi yêu thích. Lần hợp tác thứ 3 với thánh nhạc buồn Mr. Siro, Bảo Anh khiến mọi người điên đảo, đắm chìm trong giai điệu da diết, sâu lắng, bi thương của một câu chuyện tình sinh ly cách biệt. Sống xa anh chẳng dễ dàng đã nhanh chóng hút hơn 11 triệu lượt nghe chỉ sau hơn một tuần phát hành. Đây là một ca khúc mà Bảo Anh đặt rất nhiều kỳ vọng của mình vào trong đó và không phụ sự mong đợi của chủ nhân, bản hit tiếp tục gây bão lớn và chạm được đến trái tim của đông đảo người nghe nhạc. Nhận được nhiều sản phẩm âm nhạc ấn tượng, được khen lấy khen để từ công chúng, nhưng Bảo Anh cũng có lúc gặp nhiều sóng gió khi vấp phải sự chỉ trích vì làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt với ca khúc có tựa đề là Như Lời Đồn. Bỏ qua giai điệu Latin bắt tai, giai điệu sôi động, phóng khoáng, họ tập trung phân tích sự lái đi với thành ý nhạy cảm của tiêu đề đã dấy lên sự tranh cãi kịch liệt giữa fan của Bảo Anh và những người nghe nhạc khác cũng như các nhạc sĩ có tiếng.
Nhưng đứng giữa cuộc chiến, nữ ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác là Khắc Hưng đã im lặng. Một thời gian sau khi hát live tại một chương trình âm nhạc, Bảo Anh đã chia sẻ, lúc em ra mắt ca khúc này, rất nhiều người cũng hỏi, tại sao tác giả lại đặt tên như thế, thì xin thưa với mọi người là, ở trong cuộc sống ai cũng có những lời đồn khiến mình hết hồn. Thế thôi, cuộc sống có nhiều lời đồn hú hồn như thế, nên mọi người lúc nào cũng phải tỉnh táo. Không phải lúc nào lời đồn cũng là sự thật. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.